Mà mỗi lần gặp em là anh thấy có một điều gì xảy ra đúng không? Đúng rồi, buồn lắm luôn. Buồn gì? Điều quan trọng gì đúng không? Em sắp thi rớt cái kỳ thi tiếp theo rồi. Ủa? Chưa có thi mà làm gì mà nhục chí, làm gì nói tự nói rớt vậy? Mình phải cố gắng là phải tự tin lên chứ. Không tự tin nổi luôn. Tại sao? Tại vì cái người quân sư của em á, cái người mà người ta chỉ dẫn cho em, cái người mà đưa được những cái chiến lược trong cái cuộc thi của em, giống như là cái người mà đưa những cái bài tủ để cho em học á, thì cái người đó không còn nữa. Không còn nữa. Thằng Khoa đúng không? Đúng rồi. Thằng mà đẹp trai, học giỏi mà em me đó đúng không? Không có me đâu, trời ơi, làm như ai em cũng me Cái vậy á. gì trời, không có me mà lúc nào anh ơi, cái Khoa gì mà anh ơi, Chị nói Khoa đó gì nè. đó, em nói gì đó, nghĩa là Khoa không còn tới trường nữa. Ủa vậy là bộ nó bị gì rồi, nó nghỉ học luôn hả? Khoa bạn em á bị tai nạn giao thông, Trời đất ơi, bị xe đụng. có sao không? Để nè em kể cho anh nghe là Khoa đang bon bon trên dặm đường đó, Khoa đang chạy xe một với một cái tốc độ rất là chuẩn là 40 km/h, rất là chậm rãi trên một cái con đường, thì ở phía sau có một chiếc xe nó Xe chạy tới, nó tông một cái đùng. à, dạ Ôi trời ơi, đó, cái cảm giác y chang như vậy luôn. Khoa té xuống xe nhưng Khoa không sao cả à. đó, có nghĩa là không có bị gì hết, không bị chấn thương. Nhưng mà xui cho Khoa Xui sao? là ở trên cái đường á, cái lề á, nó có một cái khúc cây gãy. Đó là Khoa vừa té xuống, cái khúc cây đó đâm vô cái chân Khoa một cái sốt. Thôi. Đó là bị một cái vết thương rất là sâu. Trời ơi, sao thằng này tới công chuyện vậy? Ừ, Thế không sao mà bị khúc cây đâm vô? nó bởi xu Mà vết thương có nặng không? Có băng bó nào được kia không? thì em thấy cũng là cũng phải nặng lắm, nhưng mà Khoa nói là thôi để Khoa tự về nhà tự băng bó tự này kia nọ chứ không muốn đi bác sĩ. Anh thấy gì không có được đâu. Thấy gì không có sao, cái y về nhà nào không? Em khuyên Khoa là nên là đi khám bác sĩ đi. Đôi khi là vết thương bên trong mình không biết được, nó quan trọng lắm, mình phải băng bó kỹ lưỡng rồi này kia Đúng rồi chứ. đó, Khoa không bị gì hết trơn mà vết thương là đang bị rồi đó, Bị cái gì? nhiễm Nhiễm trùng hả? trùng. Ủa mà nó có biểu hiện như thế nào, bị như thế nào mà em biết nhiễm trùng? Trời ơi nè, em thấy cái chỗ chân của Khoa, chỗ vết thương ngay chỗ cái miệng nó chảy nước vàng ghê lắm, Chảy nước vàng. Có hôi không? thú quắc luôn Rồi chắc chắn là bị nhiễm trùng luôn, đó. tại vì vết thương mình bị vậy á, nếu mà nó chảy ra dịch màu vàng nè hoặc xanh lá cây rồi có mùi hôi nữa là chắc chắn là bị nhiễm trùng rồi. Trời ơi, đó, chưa đâu nha anh, ở xung quanh cái chỗ cái vết thương đó đó, ngay chỗ cái miệng á nó lại bị sưng tấy lên. Đó, thì anh cái chỗ đó là bị nguyên nhân gì mà nó sưng tấy vậy anh? Thì nguyên nhân á là do khi mà mình bị tai nạn gì đó, rồi mình không vệ sinh kỹ nè, không sát trùng kỹ thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Còn mà cái vụ mà bị mủ là sao? Có nghĩa là do tình trạng áp xe, có nghĩa là do các tế bào bạch cầu á, dẫn đến cái chỗ nơi để chữa trị cho vết thương mình á, mà gặp mấy con cái tế bào vi khuẩn nó bị Đó. hai đứa đó hai đứa đụng trùng với nhau, bắt đầu gây ra cái mùi hôi, rồi có cái những cái vết bủ trắng mà em thấy đó đó đó, đó À, ghê trời đó, ơi, do ghê tế quá bào bạch hả? cầu Mà Khoa lì lắm anh. thầy ạ. Đã bị như vậy rồi thì em có nói với Khoa là mình phải băng bó cho thiệt là kỹ. Đó, đừng có để mà ra gió ra này ra kia. Cái Khoa cãi em, Khoa nói là phải để cái vết thương nó hở như vậy, để cho cái vết thương nó thở thì mới mau lành. Sai nha, 90% những người anh quen biết đó nha là đều là để bị vết thương, thôi để cho vết thương thở Đúng đi, rồi, đừng có bịt quá, đừng có. để cho bị hầm. Đúng rồi. Sai sai hoàn toàn. Tại vì á em nói, tại vì em đã vệ sinh rồi mà em không bịt lại làm sao nó tránh được vi khuẩn đúng Đúng không? rồi. Để cho nó thở thì không có liên được, không có dọn là không có giúp ích được cái gì cái chỗ cái vết thương đó hết trơn Trời, đó. cũng như không mà bởi em Đó. nói. Mà em nói thế, mà cái vết thương của Khoa ngộ lắm, chắc là thịt của Khoa tốt hay sao á nha. Rất là nhanh đóng mài anh, em cứ thấy đóng mài rồi đó. Sai nha, cái vấn đề đóng mài là không được nha, tránh trường hợp mà để vết thương nó đóng mài đó. Nói sao nãy giờ em thấy anh nói có lý mà giờ vô lý rồi đó. Tại vì thường thường mà người ta nói là cái vết thương mà bị gì khô mài nè, đó là chuẩn bị mau lành, hết là hết 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 bị thương. Đó là mẹo những mình truyền miệng với nhau thôi, nhưng mà sự thật là không phải. Nếu mà để cho vết thương đóng mại như vậy thì nó càng lâu lành nó không giúp ích được hết trơn, tại vì nó rất khó. Thì chị mình phải băng lại kỹ đàng hoàng. Với hai em muốn em dưỡng nó bên sau, em phải dưỡng là em phải giữ cho đúng độ ẩm của cái chỗ vết thương, Trời. rồi ra mình phải bôi thuốc mỡ để cho nó mát vết thương rồi từ từ nó mới mau lành. Trời ơi,
sao mà mình giữ được cái độ ẩm chỗ này phức tạp, không phải đi bác sĩ đi. Em nói thiệt cũng lì ghê luôn. Mà nãy giờ em nói chuyện với anh không nhờ anh biết nhiều thứ ghê luôn. Nói chung là anh cũng bị nhiều lần rồi, anh có kinh nghiệm. Nghĩ hả? Đó, bởi vì mới về nói với khoa một tiếng là phải băng bó vết thương đàng hoàng, rồi phải vệ sinh đàng hoàng, rồi gặp bác sĩ rồi này kia chứ. Không biết là khoa bị tai nạn, khoa có buồn là lo không chứ em gầu em lo muốn chết. Biết. Đi về. Đi về mà lo ăn cơm rồi lại đi học. Chứ qua bên đây nhiều chuyện vẫn mặt là tôi ghi lắm mà. Con có nhiều chuyện gì đâu, thì có chú ngộ con vừa mới quất tô cơm, bây giờ chú lại kêu con về ăn cơm nữa. Chú sợ con ốm hay gì vậy? Con qua đây có chuyện quan trọng con mới hỏi anh Tiến nè. Chuyện gì quan trọng? Quan trọng thì phải nói với chú chứ. Chú có biết đâu nói. Trời đất ơi trời, bây giờ con hỏi chú không biết rồi sao? Không biết rồi không nói làm sao biết chú không biết. Bây giờ con hỏi chú nè, bây giờ chú có cách nào trị cái gì bị nhiễm trùng khi mình bị vết thương không? Cái gì? Trời ơi trời, con bị tai nạn hả? Đó, trời ơi là trời, sao không nói với chú? Chú tự chú kêu ơi là kêu. Đó, trời ơi, để nó bị nhiễm trùng như vậy là chết. La mở đi về, đi về. Lấy thuốc cho chú. Chưa đó. Gầu dễ sợ. Ờ, Kiều nó đâu có bị gì đâu chú. Chứ ai bị? Nhiễm trùng đó là bạn của Kiều bị rồi. Kiều qua hỏi con thôi. À vậy hả? Vậy là thằng Khoa phải không? Ôi trời ơi, vừa nói bạn em liếc Khoa liền. Vấn đề của Khoa cả sớm này ai cũng biết. Nhưng mà bị như vậy á thì phải đi khám bác sĩ để cho người ta biết cách ta điều trị chứ. Thì còn kêu hoài đó, không đi nó biết sao giờ. Mến chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn phát sóng định kỳ thường lệ mỗi ngày. Kính thưa tất cả quý vị, trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày thì việc chúng ta chẳng may bị thương ngoài da đó là cái việc đó không hiếm gặp, đúng không quý vị? Và các vết thương hở thì có thể rất là nhỏ, từ những cái vết như là xước trên da nhỏ nhỏ bé bé thôi, đến những cái vết kim đâm khi là chúng ta may vá, hoặc là đứt tay khi nấu nướng đồ ăn, cho đến những cái vết thương rất là lớn như là đứt da sâu rồi rách da thành mảng lớn. Và các cái vết thương thì đều cần phải có cách xử lý thật là thích hợp để tránh cái việc là có thể nhiễm trùng vết thương hở. Và hôm nay thì Loan xin phép được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh của chương trình để cùng nhau chia sẻ về những cái kỹ năng nhằm xử lý nếu chẳng may mình rơi vào những cái trường hợp có những cái vết thương hở như chương trình vừa chia sẻ nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Xin kính chào. Thưa bác sĩ, thế nào được gọi là một cái vết thương bị nhiễm trùng ạ? Một vết thương bị nhiễm trùng là một vết thương mà thường chúng ta dễ nhận biết nhất là thấy vết thương nó chảy dịch, hôi, đục, hoặc là chúng ta hoặc là vết thương nó gây cho mình cảm thấy đau nhất, hoặc là vết thương đó mình sờ mình thấy nó chỗ đó nó sưng lên, nó nóng, nó sốt. Khi mà có vết thương nhiễm trùng như vậy á, chúng ta có nên băng kín vết thương lại cho an toàn hay không ạ? Tùy theo loại vết thương mà chúng ta sẽ quyết định là vết thương có nên băng kín hay không băng kín. Và tùy theo cái vùng của vết thương đó mà chúng ta thấy là băng có được hay không băng được nữa. Thì thường những vết thương sạch, đặc biệt là những vết thương sau phẫu thuật thì đa phần đều được băng kín để đảm bảo vấn đề là tránh nhi lây nhiễm từ cái môi trường ngoài. Đối với những vết thương nhiễm trùng mà chưa được xử lý sạch thì vấn đề băng kín lại càng nguy hiểm hơn, do chúng ta thứ nhất là không đánh giá được cái tình trạng của vết thương, và ngoài ra thì cái vi trùng nó sẽ ủ trong đó, nó sẽ phát triển nhiều hơn. Một cái nữa là đối với những vết thương mà do vi trùng nào tạo ra mà chúng ta băng kín thì vi trùng nó lại càng phát triển mạnh hơn. Cho nên vấn đề là vết thương đa phần thì những cái vết thương này thì nếu như đã có dấu hiệu nhiễm trùng thì chúng ta nên được đến những cái cơ sở y tế địa phương hoặc là đến bệnh viện để bác sĩ đánh giá cũng như quyết định là xử lý như thế nào, cũng như là hướng dẫn cách chăm sóc như thế nào cho nó phù hợp. Và nếu trong cái trường hợp mà vết thương hở bị nhiễm trùng rồi thì mình phải làm sao thưa bác sĩ? Đối với những vết thương mà được xác định là nhiễm trùng thì tùy theo cái vấn đề là mức độ nhiễm trùng nó như thế nào mà mình có thể quyết định là phải nên phẫu thuật hoặc là chăm sóc vết thương để tự lành. Loan rất là quan tâm là mình làm như thế nào để có thể tránh nhiễm trùng vết thương ạ? Tùy theo cái môi trường làm việc của mình như thế nào thì cái tình trạng nhiễm trùng nó cũng có một số cái điểm khác biệt tương đối. Cách cụ thể, thí dụ như chúng ta làm việc trong văn phòng thì tương đối là không có quá bẩn, thì việc chăm sóc vết thương ở đây chủ yếu là làm cách nào đó để ngừng chảy máu. Rồi sau đó chúng ta có thể xử trí vết thương tương đối đơn giản bằng cách dung dịch sát khuẩn bên ngoài và chúng ta băng lại
À, tuy nhiên nếu như chúng ta làm việc trong những cái môi trường dơ nhiều hơn, thí dụ như trong một cái nhất là công nhân vệ sinh là cái môi trường khá là bẩn. Thế thì việc xử trí ngoài cái chuyện mà để không để chảy máu thì chúng ta cần phải rửa vết thương. Thế thì thường được cái đó gọi là chúng ta gọi là sơ cứu tại chỗ, thì chúng ta có thể rửa, xối rửa trực tiếp với cái vòi nước sạch, đồng thời mình băng sạch cái vùng đó lại. Và nếu như vết thương nó có chảy máu nhiều thì chúng ta nên đến cơ sở y tế gần nhất. Còn trường hợp nếu như không chảy máu thì chúng ta cũng nên băng sạch lại, và có thể là trong một hai lần đầu chúng ta nên đến cái cơ sở y tế, thì có thể là chạm tới địa phương thôi, để chúng ta có thể được xử trí cũng như hướng dẫn rửa vết thương một cách cho nó đúng. Với các vết thương thông thường thì không biết là bao nhiêu lâu sẽ tự lành ạ? Bình thường đối với vết thương sạch và tùy theo vùng thì cái lành vết thương nó sẽ có những cái thời gian nó cũng tương đối khác nhau. Ví dụ như vết thương xảy ra ở vùng mặt, vùng da mỏng thì thường 5-7 ngày vết thương nó sẽ tự lành. Đối với vết thương ở những cái vùng da dày, ví dụ như vùng tay, vùng chân hay vùng lưng, vùng bụng thì thường những vết thương đó nó phải là 14 ngày. Tuy nhiên cái lành vết thương này nó có tính tương đối, nó tùy thuộc vào cái kích thước của vết thương cũng như mức độ nhiễm trùng của vết thương. Ngoài ra thì thuộc vào độ sâu của vết thương nữa. Và nếu như một số vết thương nếu như chúng ta nó được xử lý không đúng, hoặc là rửa vết thương không đúng, hoặc là vết thương nó khâu quá căng, thì việc chăm sóc vết thương cũng như là cái thời gian lành vết thương nó cũng tương đối là không có chính xác lắm. Vì vậy đối với chúng ta có một cái vết thương đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm là vết thương nó có nhiễm trùng hay không. Và nếu như có những dấu hiệu nhiễm trùng mà như bác sĩ vừa nói ở trên, như là sưng nóng đỏ đau, thì chúng ta nên đến trực tiếp trạm y tế địa phương để được tư vấn cũng như là xử trí một cách kịp thời. Nhiều người nói là dùng muối sẽ có thể sát trùng được cái vết thương, có đúng hay không thưa bác sĩ? Muối ở đây là sẽ mình phải phân biệt là muối ăn hay là nước muối sinh lý. Đối với một số trường hợp trong dân gian thì người ta sử dụng cái từ là muối, thì nước muối ăn thì nó vấn đề là chỉ sắc nó chỉ đạt được một ở mức độ một cái chức định nào đó thôi, tại vì nó không đảm bảo về vấn đề mà diệt khuẩn vi trùng trong đấy. Còn sử dụng nước muối sinh lý thì để rửa vết thương thì đa phần những nước muối sinh lý này đều mình phải mua từ nhà thuốc để có một cái đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên thì đối với những vết thương nhiễm trùng, đôi khi rửa bằng nước muối sinh lý không nó cũng không đảm bảo. Đôi khi chúng ta có phải rửa bằng oxy già hay bovidin hay một số các vật liệu khác như là rotosan chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ khác nhau. Đặc biệt đối với những vết thương khó lâu lành, vết thương nhiễm trùng nặng. Vì vậy thì vẫn khuyên là nếu như mà chúng ta rửa chăm sóc vết thương vài ngày, nếu như mà không có đủ điều kiện để mà đến trạm y tế địa phương, nhưng nếu chúng ta tự chăm sóc mà sau khoảng thời gian vài ngày mà thấy không khá hơn thì vẫn nên làm cách nào đó để đến được cái cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị, kiến thức ngày hôm nay chúng ta có thể lưu lại và thậm chí là chúng ta có thể viết lại ở một cái bảng nho nhỏ đặt cạnh cái tủ thuốc gia đình, để bất kỳ ai trong nhà nếu gặp những cái tình trạng tương tự thì đều có thể xử lý thật nhanh chóng quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay mang đến cho quý vị những kiến thức rất cần thiết đúng không ạ? Nhưng không phải chỉ là ngày hôm nay đâu, mà mọi ngày chúng ta đều có dịp gặp nhau và ngày nào cũng là những kiến thức thật tốt để bảo vệ sức khỏe. Vì vậy quý vị nhớ mỗi ngày đều theo dõi nha. Còn bây giờ thì Diễm Loan xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.